Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Tô Lâm đã bắt toàn bộ đối tượng tham gia vụ tấn công ở Đắk Lắk. Có thể xem xét xử lý trách nhiệm hình sự vụ để lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vụ sạt ta luy ở thành phố Đà Lạt khen thưởng đột xuất lực lượng cứu hộ. Vụ cô giáo Dung, thẩm phán nói cảnh cáo các luật sư là chưa đúng. Nghị sĩ Nga giải thích nguyên nhân Wagner nổi loạn. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều qua 29 tháng 6, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu rằng đến nay, toàn bộ nhóm đối tượng tham gia vào vụ việc tấn công trụ sở hai xã ở huyện Cư Quynh, tỉnh Đắk Lắk đã bị bắt giữ. Tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ổn định trở lại, cuộc sống của người dân diễn ra bình thường. Tối cùng ngày, đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắk và trao bằng khen của Bộ Công an cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại buổi lễ, có 5 người dân được Bộ trưởng Tô Lâm trao bằng khen. Đây là những người không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng gây ra vụ tấn công ở huyện Cư Quynh mà còn cung cấp giúp đỡ lực lượng công an, chính quyền địa phương truy bắt các đối tượng đang lẩn trốn. Tại buổi họp báo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chiều qua ngày 29 tháng 6, thông tin về vụ việc hai thí sinh sử dụng điện thoại chụp ảnh gửi đề thi môn ngữ văn và toán ra bên ngoài trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục A03 cho biết, Bộ Công an đã nhanh chóng phối hợp xác minh với các địa phương xảy ra vụ việc và đã xác định việc kết nối với người bên ngoài. Kết quả xác minh đến thời điểm hiện tại cho thấy chưa có việc lời giải được truyền vào phòng thi. Vì thế, chưa ảnh hưởng đến kết quả thi. Bộ Công an sẽ xác minh, xem xét kết quả xảy ra và căn cứ vào hành vi. Nếu hành vi đó đến mức xử lý hình sự, sẽ xử lý hình sự. Nếu không đến mức xử lý hình sự, sẽ xử lý dân sự. Cũng theo Thiếu tướng Trần Đình Chung, trong quá trình xử lý sẽ lưu ý đến các yếu tố tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và xem xét, đánh giá, tính toán đến tính nhân văn. Hôm nay 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã biểu dương khen thưởng đột xuất các cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Lâm Đồng trong việc cứu hộ các nạn nhân vụ sạt lở đất ở đường Hoàng Hoa Thám, phường 10, thành phố Đà Lạt. Các chiến sĩ được biểu dương vì đã nỗ lực suốt 12 giờ và cứu sống 5 người bị đất đá sạt từ ta luy cao hơn 30 mét vùi lấp. Vụ sạt lở rạng sáng 29 tháng 6 đã khiến hai vợ chồng công nhân xây dựng quê ở Phú Yên bị vùi sâu và tử vong trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận được. Cũng liên quan đến vụ sập ta luy này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết hiện đã hỗ trợ cho các nạn nhân bị thương và tử nạn hơn 200 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã thăm khen thưởng lực lượng cứu hộ 120 triệu đồng. Liên quan đến việc Liên đoàn Luật sư Việt Nam có công văn gửi Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét thận trọng hai luật sư bào chữa cho cô giáo Dung có dấu hiệu vi phạm thủ tục tố tụng cấp sơ thẩm hay không. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã có văn bản thông tin về sự việc trên. Căn cứ các tài liệu thu thập được, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết có căn cứ xác định thẩm phán Hương không vi phạm tố tụng tại phiên tòa. Đối với nội dung kiến nghị thẩm phán Hương vi phạm quy tắc đạo đức, xét thấy trong quá trình tranh tụng công khai tại phiên tòa do các luật sư đặt nhiều câu hỏi không đúng trọng tâm để làm sáng tỏ bản chất vụ án, chủ tọa phiên tòa nhắc nhở nhiều lần nhưng các luật sư không hợp tác. Do đó, thẩm phán Hương đã dùng từ cảnh cáo để nhắc nhở các luật sư. Văn bản của Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An nêu rõ, việc thẩm phán dùng từ cảnh cáo là chưa đúng từ ngữ pháp lý tại phiên tòa. Đó không phải là biện pháp xử lý hành chính, mà là do thẩm phán dùng từ chưa chuẩn xác khi điều hành phiên tòa, nên chưa đến mức vi phạm phải xem xét kỷ luật đối với thẩm phán Hương. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2023 hướng dẫn Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số ô tô, bao gồm trình tự, thủ tục đấu giá biển số ô tô và quản lý sử dụng số tiền thu được từ đấu giá biển số ô tô. Theo Nghị định 39/2023, đấu giá biển số ô tô được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng biển số xe đưa ra đấu giá tại mỗi phiên đấu giá, bao gồm biển số ô tô các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Người dân đấu giá được lựa chọn biển số theo nhu cầu trong danh sách biển số đưa ra. Sau đó nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước của biển số đã lựa chọn tham gia đấu giá vào tài khoản của tổ chức đấu giá tài sản và được cấp mã số tham gia đấu giá của cuộc đấu giá biển số ô tô đó.
trường hợp trúng đấu giá thì kết quả sẽ được Bộ Công an gửi về email và gửi tin nhắn tới số điện thoại đã đăng ký. Tiền bán đấu giá nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Khoảng 20 giờ 45 phút tối qua ngày 29 tháng 6, khói lửa bùng lên từ lầu 4 của một tòa nhà trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều người bên trong tòa nhà hoảng loạn chạy tháo ra ngoài. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 và Công an quận 1 ngay sau đó điều động 8 xe cùng 51 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến 21 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế. Một cán bộ phòng PC07 cho biết, thời điểm xảy ra cháy, cơ sở này đang tạm ngưng hoạt động. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn cùng con số thiệt hại đang được thống kê làm rõ. Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vào chiều qua, 29 tháng 6, thí sinh HBT, tên viết tắt, ngụ xã Tam An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, chạy xe máy từ điểm thi trường trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ về nhà, thì xảy ra va chạm với xe máy của người đàn ông chưa rõ họ tên, chạy ngược lại. Lúc này một xe máy do người phụ nữ cầm lái chở theo một thí sinh khác chạy phía sau. Trước tình huống bất ngờ, người này tông vào hiện trường tạo nên vụ tai nạn liên hoàn. Hậu quả người đàn ông tử vong tại chỗ, em T bị thương nặng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trong tối 29 tháng 6, thí sinh T đã được gia đình đưa về nhà lo hậu sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn An Tấn Hải, tên thường gọi là Hải Ba Mắt, 43 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Theo hồ sơ, vào tháng 3 năm 2019, Hải lúc đó là phó giám đốc công ty bảo vệ Đức Tuấn, hiện đã nghỉ việc, được công ty bảo hiểm thuê bảo vệ khu đất dự án do căn nhà của anh NHL, tên viết tắt, ngụ Bảo Lộc, Lâm Đồng xây dựng trên phần đất tranh chấp với dự án công ty BH, nên Hải đã cùng các đối tượng dùng búa, cây sắt đập phá căn nhà của anh L nhằm mục đích ngăn không cho anh L tiếp tục xây dựng căn nhà trên. Theo kết quả, định giá tổng giá trị thiệt hại của căn nhà trên là hơn 54 triệu đồng. Chiều qua 29 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Đinh Thị Hoa Hồng, 30 tuổi, quê Hà Nội, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, giữa tháng 6 năm 2022, Hồng quen biết với bà Quy, tên viết tắt, và giới thiệu có khả năng nhìn thấy trước được tương lai của mỗi người và nói chuyện được với người đã chết. Hồng còn nổ có thể giúp Quy chữa bệnh, hầu đồng, cúng giải hạn cho bà Quy. Ngoài ra, Hồng còn dựng chuyện mẹ của Quy đã chết, hiện nay cần chu cấp về tiền bạc, đồ lễ. Hồng giới thiệu quen vợ chồng tên Thảo và một người tên Hùng, không rõ nhân thân, lai lịch, có thể giúp bà Quy cúng giải hạn. Vì tin lời của Hồng nên từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2022, bà Quy nhiều lần chuyển tiền cho Hồng với tổng số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tạm giữ Nguyễn Đình Hiền, 21 tuổi, ngụ xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 4 năm 2023, Hiền tạo nhiều tài khoản Zalo sử dụng ảnh đại diện là nữ giới, ăn mặc gợi cảm để nhắn tin với nhiều tài khoản là nam giới. Tiếp đó, Hiền giả giọng nữ, gọi điện nói chuyện tình cảm, sau đó rủ những người đàn ông chat video nhạy cảm. Khi có người sập bẫy, Hiền chụp ảnh màn hình, quay lại video cảnh nóng rồi đe dọa chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán hình ảnh video nhạy cảm của nạn nhân. Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 4 năm 2023 đến nay, Hiền đã khống chế và cưỡng đoạt tài sản của gần 30 người đàn ông với số tiền lên đến gần 300 triệu đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Ngày 29 tháng 6, nghị sĩ Andrei Katabolov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, giải thích rằng nguyên nhân công ty quân sự tư nhân Wagner nổi loạn là do trùm Wagner từ chối ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, theo đài RT. Theo ông Katabolov, vài ngày trước cuộc binh biến của Wagner, Bộ Quốc phòng Nga đã tuyên bố rằng tất cả các nhóm quân sự nên ký hợp đồng với họ, mô tả chính sách này là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, ông trùm Wagner Prigozhin đã từ chối. Chính quyền Nga đã nói với lực lượng này rằng Wagner sẽ không cần phải tham gia vào chiến dịch quân sự ở Ukraine nữa. Kết quả là, theo ông Katabolov, sự tham vọng quá mức và trạng thái bị kích động về mặt cảm xúc khi đứng trước mối đe dọa bị cắt tài trợ đã khiến Wagner nổi loạn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller vào ngày 29 tháng 6 cho biết, Tổng thống Joe Biden không có ý định triển khai binh sĩ Mỹ đến Ukraine. Khi được yêu cầu bình luận về quan điểm gần đây của cựu Tổng thư ký NATO Frode Rasmussen rằng các thành viên NATO có thể triển khai quân đến Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã không trả lời trực tiếp vào vấn đề này. Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU
cũng bác bỏ một kế hoạch như vậy. Phó Đô đốc thuộc Bộ Tham mưu quân sự EU Herb Blatin cho biết đưa quân đến Ukraine đồng nghĩa sẽ trở thành một bên tham chiến xung đột với Nga. Không ai muốn điều đó, kể cả EU hay NATO. Một nhóm nghiên cứu thuộc quân đội Trung Quốc mới đây công bố chương trình trên máy tính mô phỏng kịch bản ngày tận thế khi xung đột leo thang trên phạm vi toàn cầu, cũng như các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá năng lực tàu chiến Trung Quốc. Theo kịch bản mô phỏng, một tàu khu vực Trung Quốc bị tấn công bởi hơn 10 tên lửa và 3 quả ngư lôi. Theo bài báo, Liên minh Xanh đã tạo ra tiếng ồn gây nhiễu loạn hơn 30 lần so với tín hiệu mà con tàu sử dụng để liên lạc, đồng thời làm giảm 60% phạm vi hoạt động của radar. Trong điều kiện bị tấn công tổng lực như vậy, khả năng tác chiến của khu trục hạm bị giảm sút nghiêm trọng. Nhóm của Fan Kanshin chỉ ra rằng tàu Trung Quốc đã mất 30% năng lực phòng không và chỉ 1/2 số tên lửa đất đối không có thể bắn trúng các mục tiêu đang lao tới. Chính phủ Pháp ngày 29 tháng 6 đã triển khai hơn 40.000 cảnh sát và hiến binh trên khắp đất nước, bao gồm các đơn vị chiến thuật và chống khủng bố tinh nhuệ, để đối phó với các cuộc biểu tình lan rộng. Hơn 6.000 người đã diễu hành qua thành phố Nantes trong ngày 29 tháng 6. Cuộc biểu tình kết thúc khi nhóm biểu tình đụng độ với cảnh sát. Đến 21 giờ theo giờ địa phương, một chi nhánh ngân hàng Credit Mutuel trong thành phố đã bị cướp phá và phóng hỏa. Các cuộc đụng độ nổ ra ở các vùng khác nhau của Pháp. Theo Bộ Nội vụ Pháp, chỉ trong 2 ngày, 180 người đã bị bắt và 170 cảnh sát bị thương. Làn sóng biểu tình diễn ra ở Pháp sau khi một cảnh sát bắn tử vong một thanh niên 17 tuổi vi phạm giao thông vào sáng 27 tháng 6. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!